Xin chào quý vị và các bạn, những người đang theo dõi đồng hành cùng kênh YouTube Thảo Dược số 1 của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại cây, đó là cây thuốc lá. Chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của cây thuốc lá, những mặt lợi cũng như những mặt hại của cây thuốc lá. Cây thuốc lá thì có lợi ích rất to lớn về kinh tế. Và thuốc lá cũng còn là một trong những vị thuốc có hiệu quả chữa bệnh các bệnh ngoài da cực kỳ là hiệu quả, đặc biệt là các vết thương do côn trùng đốt. Vậy thì mời quý vị và các bạn cùng quan sát về cây ạ. Đặc điểm của cây. Cây thuốc lá thì thuộc họ cà. Thuốc lá là một cây được trồng hàng năm, trồng phổ biến rất nhiều ở Trung Quốc và ở một số nơi khác. Như ở Trung, cây thuốc lá ở một số nơi khác thì còn được gọi với tên như là yên thảo thì ở Trung Quốc gọi Starbucks là ở Pháp. Cây thuốc lá là cây sống hàng năm, là một dạng thân thảo. Gần gốc của cây đấy thì có thể là hóa gỗ ít nhiều, nghĩa là gốc thì sẽ cứng lên ạ. Lá của cây thuốc lá thì có nhiều lông. Lá như cây này thì sẽ to tầm 15-20cm và dài thì khoảng 30-40cm ạ. Lá thì không có cuống, nó sẽ mọc ra từ thân lá hình mũi mác hoặc là hình trái xoan. Lá sẽ ôm vào thân như thế này ạ. Đây là chùm hoa thuốc lá. Hoa thuốc lá hình phễu, giống như cái phễu đó. Hoa cũng rất là đẹp, màu hồng, mọc thành cụm ở ngọn. Đài hoa thì có lông. Tràng hoa màu trắng hồng hoặc là tím nhạt, đấy, trắng hồng đấy ạ. Quả của thuốc lá thì màu đen, màu xám đen ạ. Đây ạ. Rất là nhiều hạt bé. Đây là những hạt của cây thuốc lá này ạ. Màu nâu đen ạ. Cây thuốc lá thì được thu hái và nó là nguyên liệu chính để sản xuất ra thuốc lá. Tuy trong thuốc lá thì có rất nhiều, trong khói thuốc lá đấy là chứa hơn 7.000 chất và có hàng trăm chất gây hại cho sức khỏe. Vì vậy mà nó gây hút thuốc lá hoặc là thải ra khói thuốc lá thì sẽ gây đến rất là có hại cho sức khỏe, đến hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và nó cũng là gây dễ gây ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Nhưng ngoài những tác hại ra thì cây thuốc lá vẫn có những tác dụng trị bệnh. Trong đông y đấy thì cây thuốc lá có vị cay, tính ấm và chứa độc. Tác dụng thì là tiêu thũng, chỉ huyết và giải độc. Bên cạnh cái nguồn lợi về kinh tế thì nguồn lợi về nó cũng có tác dụng về chữa bệnh. Thứ nhất như là cầm máu thì rất là vô cùng hiệu quả, hoặc là bị côn trùng đốt. Chúng ta sẽ lấy lá thuốc lá này tươi
vỏ ra. Lấy lá thuốc lá tươi vỏ ra đắp trực tiếp lên vết thương đang chảy máu rồi băng lại, máu sẽ nhẹ, cầm ngay tức khắc. Đó là tác dụng cầm máu. Hoặc là giã lát cây thuốc lá và lấy lá của cây ngũ sắc, hay cần ngũ sắc này đấy ạ, với liều lượng là 20-80 rồi đắp lên vết côn trùng đốt. Hoặc là phơi thuốc lá và lá tre lon với tỷ lệ là 20-40, gạo tẻ rang giòn, rồi cho tất cả các nguyên liệu tán thành bột mịn, trộn đều rắc lên vết thương và băng lại. Không những thế mà cái cây thuốc lá này thì cũng khiến đỉa phải sợ hãi và tránh xa. Thì chúng ta sẽ dùng 10g thuốc lá, 10g bồ hoàng, 20g vôi tôi rồi bôi lên da trước khi đến những cái khu vực mà có nhiều đỉa hay là vắt. Cắn thì đỉa vắt cũng sẽ phòng được không bị nó cắn. Nó trị những bệnh ngoài da. Hoặc là loại cái bỏ cảm giác khó chịu do bọ dẹp từ gây da cầm gây lên thì chúng ta giải lá thuốc lá dưới chiếu lên nằm sẽ cảm thấy thoải mái, bỏ đi cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Chữa bệnh ngoài da thì những người bị ghẻ lở hoặc là bị ký sinh trùng trên da thì nên dùng nước nấu đặc của lá để rửa, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để bảo vệ da khi ra ngoài và đạt kết quả tốt ạ. Không những thế mà nó còn có tác dụng trị về bệnh xương khớp, thì dùng cây thuốc lá sắc lấy nước rồi xoa lên vùng bị xương khớp đau nhức, áp dụng bài thuốc này dài để đạt kết quả tốt hơn. Bạn sẽ không còn những cơn đau làm ảnh hưởng đến cuộc sống hay là sinh hoạt thường ngày của mình nữa. Mặc dù cây thuốc lá này mang lại những lợi ích tuyệt vời cho con người, nhưng mà không quên rằng trong thuốc lá thì có cái khói nicotine cực độc. Vì thế khi sử dụng phải tuân thủ các quy định cần thiết để tránh ngộ độc. Và chúng ta sẽ tuyệt đối không dùng thuốc lá cho trẻ nhỏ hay phụ nữ đang mang thai, người cho con bú, người cao tuổi và người mắc những bệnh lý ở mức độ nghiêm trọng. Nếu không sử dụng cẩn thận thì sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bởi vì cây thuốc lá này thì nó cũng là cái thành phần chính để sản xuất thuốc lá. Mà trong khói thuốc lá thì chúng ta đã biết rồi, nó gây độc, rất nhiều tác hại cho con người, làm ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, đến tim, phổi, và nó cũng là tác nhân gây ung thư. Và việc trồng cây thuốc lá này thì mang lại lợi ích kinh tế, nhưng mà nó cũng phá hủy, nó làm thái hóa đất rất là nhiều. Thái hóa đất này, cằn cỗi đất, ngay kể cả cái việc nó không tốt cho môi trường. Và trong thuốc lá thì cũng có rất nhiều những cái chất là có hại cho sức khỏe. Chính vì vậy mà việc cân nhắc sử dụng cây thuốc lá thì người dùng phải lựa chọn kỹ lưỡng. Với cái loại dược liệu này nên cân nhắc giữa mặt lợi và mặt hại. Hoa rất là đẹp luôn. Toàn thân và lá đều phủ một lớp nông. Lá thì màu xanh. Lá lắc sờ và cảm giác nó hơi dính dính tay.
tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn đặc điểm nhận dạng của cây thuốc lá cũng như về tác dụng dược liệu và cũng như những tác hại của cây thuốc lá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn ạ.